Đời sống thú vị xin chào các bạn. Hả nóng, nhưng mà không sao cả. Vì là nóng như thế, ta lỡ cầm nó nóng thế này. Nếu ta cứ cầm thì nó sẽ bỏng tay. Ta bỏ xuống. Mà quên, tôi đang đeo cái này. Thảo nào tôi thấy nó cứ nặng thế nào. Bỏ xuống cảm thấy rất nhẹ nhàng. Quá là một sự thoải mái. Nếu như lỡ đấy, cầm phải một cái thứ nóng thế này, cái việc nhanh nhất để hết nóng là bỏ nó ra xuống. Còn nếu lỡ mang một cái gì đó trên vai mà nó nặng thì cách tốt nhất là hãy bỏ nó xuống. Bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, bạn sẽ thấy hết đau. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Giả sử như bạn cầm cái này, đó, nó nóng thế này mà bạn không bỏ nó xuống, bạn sẽ thấy rất khó chịu. Nếu bạn đeo cái gì trên người như này mà bạn không bỏ nó xuống, bạn cứ thấy nó thế nào, nó khác thường, nó khó chịu. Đó, bỏ nó xuống, bạn sẽ cảm thấy thoải mái ngay. Chẳng hạn như là bạn thấy khó chịu về một tình huống nào đó ở nhà chẳng hạn, với vợ, con gì đó, đó mà bạn không bỏ được đi, bạn đi ra ngoài đường, lúc nào bạn cũng thấy khó chịu và bạn rất dễ gây gổ với ai đó. Vậy thì việc đơn giản là bỏ nó ở lại và đi ra với một tâm thái khác hoàn toàn, đó, thì nó nhẹ nhõm. Đấy. Hoặc là thế này, tình huống khác như này, bạn ở ngoài đường, đấy. Bạn cứ mang cái nỗi đau ở ngoài đường về chẳng hạn, nỗi khó chịu ngoài đường về chẳng hạn, thì bạn lại về nhà, bạn rất dễ gây gổ với vợ, với con, với ai đó ở nhà. Tôi làm cái minh họa như thế này để chúng ta có thể mỗi lần cảm thấy đau khổ đó, tức là cầm thế này, cảm thấy đau khổ thì ta nhận ra cái nỗi đau đó và buông nó ra. Đơn giản là buông nó xuống thì nó sẽ không còn nóng nữa, nó không còn đau nữa. Đang mang một cái gánh nặng nào đó, cách nhanh nhất là gỡ nó ra khỏi. Hình ảnh minh họa để giúp bạn một điều gì đó, tôi mong rằng như vậy. Tôi có một câu nói thế này, tâm trí con người rất chật hẹp, nếu hạnh phúc đã ở đó thì đau khổ phải ra đi. Tại sao tôi nói tâm trí nó rất chật hẹp? Là bởi vì khi mà bạn đã nghĩ hạnh phúc rồi thì không thể nào đồng thời bạn lại nghĩ cả đau khổ được. Nó chật hẹp ở cái chỗ đó, không thể nào cùng tồn tại cả hai. Và cuối cùng, xin chúc bạn bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.